quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Thơ MC Channel. Rời công ty Lee Đông Quốc, Kim Ji Won về một nhà với Park Shin Hye. Kim Ji Won đã ký hợp đồng độc quyền với Sat Entertainment. Theo báo cáo độc quyền từ Sport News, vào sáng ngày 10 tháng 2, công ty quản lý của nghệ sĩ Sat Entertainment đã tiết lộ rằng họ đã ký hợp đồng độc quyền với Kim Ji Won. Bài đăng tải chia sẻ như sau: chúng tôi rất biết ơn khi mới thiết lập mối quan hệ với Kim Ji Won. Cô ấy đang nhận được nhiều tình cảm từ công chúng với sự quyến rũ không ai có thể thay thế được. Chúng tôi nghĩ rằng mình rất may mắn khi có thể làm việc với Kim Ji Won. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng nữ diễn viên, luôn ủng hộ và hỗ trợ không chỉ trong các dự án phim mà còn để cô ấy có đời sống cá nhân thật là thoải mái. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ thể hiện nhiều sự quan tâm đến sự nghiệp tương lai và ủng hộ Kim Ji Won nhiệt tình hơn nữa. Được biết, Kim Ji Won xuất hiện lần đầu với tư cách là một người mẫu thương mại vào năm 2010. Cô chuyển sang theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và xuất hiện trong bộ phim truyền hình Anh khách như Người Thừa Kế, Hậu Duệ Mặt Trời, Find Me Way và Niên Sử Ký Audio. Trước đó, Kim Ji Won đã hoạt động dưới tướng của công ty quản lý hàng đầu King Kong Paisaship, nơi quản lý Lee Dong Wook, Im So Jung, Ju Jeon Suk. Cho đến tháng 12 năm ngoái, hợp đồng của Kim Ji Won hết hạn và cô ấy tìm kiếm một con đường mới. Mặt khác, Sat Entertainment hiện đang quản lý nam diễn viên Park Shin Hye, quản lý các diễn viên là Park Shin Hye, Kim Seon Ho, Kim Jung Hwa và nhiều ngôi sao khác. Hãy theo dõi.